này xá lợi tử vì pháp không quên mất rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán vì tánh luôn luôn xả rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán này xá lợi tử vì trí nhất thiết rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán này xá lợi tử vì tất cả pháp môn đà la ni rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán vì tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán này xá lợi tử vì quả dự lưu rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán này xá lợi tử vì quả vị độc giác rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán này xá lợi tử vì tất cả hạnh đại bồ tát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này xá lợi tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán.